gì đâu, mình cũng khó hiểu lắm. Ok. Rồi bây giờ thì đi thôi. Okay. Cái vlog đầm sen thứ hai của chị mà chị chưa đăng. Chị đăng một cái rồi nha. Đó, các bạn biết tại sao bọn mình phải chùm không? Tại vì bọn mình không nghĩ là đầm sen nước nó đông đến mức như vậy luôn á. Và bước đầu tiên thì chị mình tôi có phao nha. Do quá đông rồi bọn mình không biết đi đâu nên bọn mình quyết định bọn mình đi sông lưới trước. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ ít người nhất đó mọi người. Và sau khi bọn mình lượn vài vòng thì bọn mình quyết định là ra cái chỗ bể bơi. Và các bạn không biết đâu, tôi đang đứng ở cái chỗ rất là xa. Lúc đầu tôi còn không định đi vào cơ, nhưng mà nghĩ lại thì thôi, mình phải đi vào mọi người ạ. Trời ơi, cái chỗ này nước nó cao lắm. Đúng rồi. Người không biết bơi mà đi chơi trong giếng nước. Người ta thích không kìa. Quan trọng là cái cảm giác ở dưới nước hiểu không? Phải không? Phải không? Phải không? Mọi người biết cái thứ tôi muốn là gì không? Hả? Thứ tôi muốn đó chính là cái thứ vừa rồi đó mọi người. Đó chính là tôi đang ngụp mặt dưới nước. Nhưng mà thật sự luôn là tôi không có là đằng sau được tôi làm một xíu thôi. Sao nó lại nó tự đẩy góc vui lên luôn. Nó buồn cười lắm luôn ấy. Mà nó cảm rất là hài. Mình đang suy nghĩ là tôi lại đeo khẩu trang khi ở dưới bể bơi không? Tại vì lúc đấy tôi nghĩ là mình đeo khẩu trang thì người khác sẽ không nhận ra. Nhưng mà tôi quên mất là cái đầu của tôi rất là chói. Cùng với Sim Sam, cái đầu cũng rất là chói. Nói chung đầu của bọn mình rất là chói. Và sau đó thì mình đã tháo ra rồi. Đua. Sam chơi hả? Mình thấy Sam góc lên rồi, góc lên. Thì ra là vậy. Gió ghê vậy. Phong mà một khoảng thời gian á Phong tập game. Nên giờ chuột Phong. chuột Phong cũng được à. Chút chút mà hiểu không? Giờ xương quay xanh.
Xin nhìn em cụ đi chân lạnh quá rồi. Không cũng muốn chứ. Con thở hả? Rồi Simi là nhẹ. Ngồi đây hả? Cho lên ơi. Cứu Phong ơi. Cứu. Cô cứ phải đi vào trong. Các bạn bước lên cầu thang cho nhá. Ờ, vừa thế cho nhanh. Em phải chiều đi. Nhẹ. Mình chơi chán, chơi chê, gọi là uinh uinh tụ cụ tỏa hết lên. Thì bọn mình lại đi xong rồi cái nơi mà tôi thích nhất. Nhưng mà lúc đấy tôi chỉ cần 5 phút để đi thôi. Tôi đau khổ quá. Thật sự luôn á, mọi người đi cái xong rồi nó thích lắm. Nó kiểu cứ thả chơi. Cái gì Sammy vậy? Hello. Ôi mẹ mẹ ở luôn vậy. Ơi kiếm chỗ bậc mà ngồi lên dễ lắm. Mà mình chị cũng lên được. Ôi Chơi!
cầm cái này quay dễ rồi nhá. Ok, và chúng ta bơi được chắc được 2 phút ha. Anh mình đi. Chị đang từ từ chào chị. Không ơi. Ok. Rồi ai chơi thảm chơi đi. Ok. Ê, hình như là người ta cũng không cho chơi nữa hay sao ấy. Những con người bình thường không chơi cái thảm này, bọn mình không chơi nha. Phong cũng không chơi nha. Không phải không? Phải không? Rồi xuống rồi kìa. Ủa không phải à? Rồi, hai người tôi. Sammy và cũng ghen thì phải giúp chơi cái này chứ mình. Những người biết bơi đó họ như vậy em ạ. Không nha, em biết bơi nha, nhưng mà em sợ kè độ cao. À thế á? Chị không biết bơi chị không dám trượt. Em thấy lo đó, em đứng cho em đứng đỡ. Ủa sao vậy? À được chưa? Tới rồi. La sam la. Đau sam. Phiêu quá. Rồi đi đó nào. Đúng rồi. Sao nghe giọng Sam la hơi nhiều. Hơi nhanh nhưng mà la là sao ta? Chưa kịp. Ra ngoài. Và đây là tôi sau khi chơi chán chơi chê bọn mình ra ngoài á mọi người, tại vì hết giờ rồi. Bọn mình chơi đến lúc mà nó đóng cửa bọn mình mới ra luôn nha. Nên thật sự và mình xóa tóc thì trời ơi tóc ướt quá trời quá đất trời. Và tóc tôi cũng bay màu hết trời. À không, màu cam thì chưa bay, nhưng mà cái chỗ mà màu tẩy á mọi người, mình không nhuộm thêm màu vào á thì là nó bay hết vào tóc rồi. Nhưng mà không sao, chơi vui là được. Yeah. Ok, và bọn mình ra chỗ để xe rồi nha. Hello. Ok, và đầm xe nở đằng sau kia, bọn mình về đây. Bye bye. Cô gái ngủ trên bờ kè. Lần đầu tiên tôi thấy một fan nó cao hơn ai được. Ok, thank you. Rồi lại ha, chú bác cô quay cái này ha. Ôi dạ, dạ, ghê lắm ạ. Mèo Sammy khi quay TikTok vào thì sấm chớp. Xem kiểu Không có tư tưởng. Không có thất bại. Chắc làm sao cùng nhau bước tiếp chuyện ngày bắn phá.